tổng kết lại những cái chuyện sắp sửa có buổi tiệc lớn 30 tháng 4 để mà chiêu đãi mấy anh hùng dân tộc hùng thiên sông núi, cảm tạ các ngài, các chư vị. Trong đó vị vua của nước Việt là ngài Trần Đạo nha. Rồi cái đó là có những vị giống như ngài nhiều vị lắm, chị không có tiện nói tên trên này. Phải nói tên chưa xin phép không dám nói tên. Thì còn có những ông mà mới vừa chết sao á, chết anh hùng á, cũng là hùng thiên sông núi. Thì mấy ông đó thì mình biết rồi đó. Thì năm ông đụng đùng á, ông người ta Nguyễn Khoan Nam, Lê Văn Hưng, tướng hai, Nguyễn Văn Hai hả? Dạ. Rồi ai nữa ta? Cẩn hả? Cái gì Cẩn? Cẩn đại tá Hồng Ngọc Cẩn. Hồng Ngọc Cẩn thì đại khái những anh hùng đó thì có mấy lần thì cũng có giao tiếp. Thì mấy ổng qua bển không còn làm tướng nữa, mà mấy ổng qua bển này làm lính rồi. Làm lính của ông ở dưới tướng của ngài Trần, ngài Nguyễn Công Trực. Ngài Nguyễn Công Trực giống như bộ trưởng bộ quốc phòng vậy đó của Việt Nam. Còn ngài Trần Đạo thì mình ví giống như bác Nguyễn Phú Trọng mình giờ vậy đi, đại khái. Rồi dưới đó có những vị khác khác nữa, đông lắm. Thì Kiệt tiếp xúc hết mấy vị thì Kiệt biết như vậy. Thì 30 tháng 4 thì Thiên Long Sơn đầy cái sân sẽ đãi buổi tiệc. Cảm ơn các ngài đã lo cho con cháu nước Việt gần mấy năm 7.000 năm tới ngày hôm nay. Có những gì rất là xa xưa, giống như ông Sơn Tinh Thủy Tinh đó, là ông thần núi Ba Vì thì cũng có tiếp xúc. Rồi ở dưới nước thì có Thái Thượng Hải Quân, giống như là thủ tướng của dưới nước vậy đó. Nghĩa là hai cõi luôn, cõi mặt đất và cõi dưới nước. Thì cõi nào thì cũng chung hết, cũng là lo nước Việt. Như Hoàng Sa Trường Sa là của mấy bà chị lo, là Thủy Công Thánh Mẫu là người ở bên Phú Quốc á, ta thờ mấy cái miếu lớn lắm đó, thì Thủy Công Thánh Mẫu ở Phú Quốc. Rồi đứa con gái Úc thì đang ngồi sau lưng rồi nè, đẻ cho hai nhóc ở sau nè để nói chuyện. Rồi còn bốn bà chị, trong đó có ông bà chị là trong kinh Pháp Hoa đó, có nói bà chị này là Long Nữ. Long Nữ là trong kinh ngài Văn Thù Sơ Lựa Sơ Lợi á. Việc đọc kinh này mười mấy hai chục năm rồi, hôm nay bây giờ chính trị nhiều quá và kinh điển nó cũng hơi sao lãng. Để khi nào mình kinh điển là kinh điển không á, mình nói chuyện đạo đạo không. Còn bây giờ mình đang ở giống như mình đang bữa thì ăn chè, bữa thì ăn xôi vậy đó, bữa nào ra bữa đó. Thì bữa giờ ăn bữa nay bữa khác thì mình chỉ nhắc sơ sơ thôi. Thì Long Nữ đó 8 tuổi thành Phật, thì bà chị thứ ba của mình. Bà có cái tên nhưng mà chị không có nói chuyện đây được, tại chị có tiếp xúc nhiều lần với chị. Chị cũng thường vô nhà Kiệt để mà gia hộ với mấy nhỏ trong nhà Kiệt, mấy chị dị lúc nào cũng đầy. Rồi đó là ngày Văn Thù sơ lợi của kinh Pháp Hoa có nói, thì tặng cho được Phật Thích Ca thọ ký thành Phật lúc 8 tuổi. Tại vì nghe là có nhiều phụ nữ khó thành Phật, nhưng mà người này phụ nữ thành Phật. Thì lúc thành Phật là quá thân nam thành Phật, thì đó là có Long Nữ thành Phật. Thì bà chị thứ ba. Rồi mình biết được nhiều chuyện nữa, mà cái này kinh điển không có nha, Tam Đại Tạng Kinh cũng không có. Phật Thích Ca ở có một lần làm vua trời Đế Thích ở tầng thứ tư, có tên là Diệu Nhãn. Còn ở trên trời Kiệt tên là Thiên Nhãn. Cho nên là bữa mấy vị ngồi ăn tiệc cái bàn qua bàn lợi vụ Nhãn Nhãn, tức là mình với Phật Thích Ca cũng có cùng cái tên đó, nhưng mà trong kinh không có nói vụ này.
rồi lúc ngài trở lại cái trái đất này lần thứ hai á, là đầu thai là hành là ngài Liên Hoa Sanh ở bên Tây Tạng, đó là cũng là Phật Thích Ca. Thời nay của mình, thời tận thế, thời Phật Di Lạc, dấu này là của Đức Thầy, là của Phật Di Lạc nha. Thì tất cả những vị mà tiền sử ngày xưa lập tất cả các đạo đều tái sanh hết. Trong đó có ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Pháp cũng hiện giờ đang đầu thai làm người Việt, nhưng mà không phải là nguyên thần, chỉ là giống như một cái chiếc thân đầu thai vô thành ra thân người, thì giống như dạng như Kiệt vậy đó. Chỉ có 1% của cái chiếc thân của Kiệt thì đang ngồi đây, còn 99% chiếc thân này nó đi lung tung ở trên trời, gửi đi những hành tinh khác. Thì Kiệt cũng thường nói vụ này, thì mấy vị kia cũng y như vậy, chứ không phải là nguyên luôn. Vào cái thời đại này nó nhiều cái rất là ly kỳ và rất là hay, mình mới gọi là phong thần hai. Phong thần hai, rồi tại sao mình nói chuyện hay đạo đạo bữa nay, tại sáng tự nhiên có mấy cái đài tin tức nó nói Putin tự nhiên bữa nay mở ra bí mật, nó chứa xô người da đen đó tào lao, nó muốn gạt thế giới, muốn làm cho nước Mỹ này giữa da trắng với da đen náo loạn. Chuyện đó không bao giờ có. Thầy Kiệt ngồi Kiệt hỏi chuyện với mấy vị đàng hoàng, nó không có. Chúa Giê-xu cũng phải người da trắng, cũng phải là người da đen, mà Chúa Giê-xu là người ở bên Middle East á, nhưng mà sanh ra ở Do Thái. Mình là tự mình biết chứ, mà tự nhiên nó mình da đen thì hơi vô lý, cho nên mới hỏi là mấy vị nó không có. Putin nói láo. Mấy cái đài tin tức ngoài nó không có biết, nó nói qua nó lại làm cái tuyên truyền giùm cho Putin, thì nó muốn làm cho thế giới này náo động. Đó là mưu mô của quỷ nó vậy đó. Ở trên trời mấy vị mà mỗi lần đi về Thiên Long Sơn mà dạy dỗ Kiệt hay tiếp chuyện Kiệt á, mấy vị nói là cái trái đất này nó đen kình kỉnh nè, trượt không? Trượt có nghĩa là khí âm nhiều á, cho nên con người á nó hận thù và thích hiếu chiến, vẫn còn tiếp tục hiếu chiến và hận thù. Trong những ngày kế tiếp nó còn nhiều chuyện sôi động lắm. Mình là người Việt thì Kiệt lo cho nước Việt, tại cái màn này đang đóng phim ở Việt Nam. Thì phim của Việt Nam thời nay á, những cái tháng những tuần kế tiếp á, nó sẽ có những chuyện này nha quý vị, sẽ để ý. Kinh tế sẽ tệ hơn và càng ngày càng tệ hơn. Rồi sau đó nó sẽ có một cái bệnh nữa, bệnh bữa tuần rồi thì có nói bệnh mà. Rồi kế tiếp, rồi mà khổ nữa, đói khổ. Đó là gì? Người Việt Nam còn chửi Việt nhiều quá, cho nên chưa có xả hết cái nghiệp, chưa biết mình đang ở vào thời đại nào. Họ chưa có chịu quay đầu, chưa có chịu tu. Phật tử còn vẫn không tin Thượng Đế, vẫn không tin cha mẹ, vẫn không tin cái dấu hiệu này. Thì càng nhiều người mà bị những thầy quốc danh thời nay lôi cuốn á, mà chạy theo giống như theo ca sĩ vậy đó, thì là lọt sổ hết, thì làm cho cơ vận càng bị trễ thêm. Đó là trên nói vậy. Cho nên nhiều người bây giờ chỉ có thống nhất quay đầu với cha mẹ Thượng Đế, với Đức Thầy, thì là lẽ thôi, là nước Việt bớt khổ. Thì mọi tất cả mọi nơi mọi miền và đều kinh tế tiền bạc và bệnh tật nó sẽ qua, tại vì nhiều người khấn, nhiều người tin, nhiều người khấn thì sẽ là qua. Chứ không phải là truyền đạo nha, cái này là lời thật dân nói vậy đó. Còn ma quỷ nó mặc áo vàng cạo tóc, nó kéo con của cha mẹ đi sai đường, cho nên một số người chẳng những còn không có chịu khấn cha mẹ, mà còn phỉ báng cha mẹ, còn phỉ báng Kiệt, phỉ báng Thiên Tâm, thì nó càng tệ hại thêm. Thì nó là cái sự khổ với cái sự chết chóc nó còn kéo nhiều hơn. Một cái nhóm đệ tử Thiên Tâm ở bên Mỹ này thì cũng đông á, nhưng mà đâu có bằng 100 triệu người ở bển. Càng nhiều người nhiều cái đuốc, thì mình tự mỗi chúng ta phải tự soi đường mà đi.
mình tu Phật theo mấy thầy thì cũng vẫn theo, mà thầy nào giỏi kìa. Chứ còn chạy như là coi show ca sĩ rồi hết thích nhập từ rồi tới thầy này thầy nọ ở trên mạng, tiền tiền bạc bạc tối ngày. Rồi chuyện quan trọng là không lo.